Hello, xin chào các bạn. Đây là nhà hàng vườn, nhà vườn kết hợp với nhà hàng, gọi là nhà hàng vườn. Có đủ các loại trái cây, ổi này, mận cầu này, trái nhiều chứ, trái nhiều, mận cầu trái nhiều ha. À, phải trả nhiều á. À, chủ quán phòng này. Chị em vô tắm à? Chuột ra nhanh hay? Báo ra chưa? Chưa báo ra luôn hay? Chưa báo mẹ ra luôn. Đại gia đình họp mặt. Ra ngồi chơi phục. Ra ngồi đây, phục vụ ngồi chơi. Cái này phải đặt yêu cầu này, cái này đặt yêu cầu chạy hợp đồ vô thì nó gọi chạy được, phải bỏ lửa nhiều quá, lửa bị nhiều hợp đồ đi vô nó chạy liền, chắc cho lửa ra ít cả nập gà đi bộ. Mua đồ đâu em để mấy con tôi lại đi tới. Còn gì vô? Còn gì nữa? Còn cô gái chứ mày hả? Sống là bỏ được thêm đây là ba sao này, bỏ bỏ thêm lên thêm này. Đúng không? Tắm được, bằng cái bỏ lên nữa đi. Đây, bà chủ, để quay, để kéo cho quay quay, mở gà chết đây, gà bọc gà đi bộ, để, đúng không? Đã, nó tới luôn, học chuyện.
quay nhau tự nhiên đây. Ok cho ly. Lấy ly cho ly. Rồi cảm ơn cả rố ra. Hãy rồi ok, hôm nay luôn tiền về gặp mặt anh em à, rất là vui vẻ. Rồi mời anh em một ly tình thương mến thương này, chúc cả nhà sức khỏe hạnh phúc vui vẻ này à. Bạn nào muốn xem cảnh của quê hương và xã Hải Dương thì vô đăng ký, mình cập nhật thường xuyên. Mama trống cái mama cái vô hội mama này. Mama đi ra đâu? Con đi qua đường quay xe nghe vì làm phát xích tiếng nghe chưa? Ai, ông em phải đi bộ về nữa. À, hai ông muốn phải đi bộ về. Đây đủ hết rồi. Có cái mũ cặp đôi mà đẹp nữa hả? Có mũ cặp đôi mà đẹp nữa hả? À, có câu lạc bộ ấy. Bỏ lên trên này giống chứ? Gà lên trên này chứ? Bỏ lên hai cành nữa cho nhắn thôi một đụng rồi nữa khi nào cho hết. À, đây là người đẹp nè. Ngày gia đình sum họp. Gia đình sum vầy, gia đình bạn bè sum vầy. Không bằng nào. Thật sao mà uống cái vụn đây. Vô ngoài chơi đi sáng sáng. Thế không còn dân báo xa được không? Tất cả là báo xa không được, một cái quấy này nó con rống hình.
con dừng ha, 2 phút rồi. Có 2 giây. Nước. À sao sao xuống là bấm cái băng sao sao em gửi đi mà nữa. Đây, chủ sĩ xuống đến ga luôn. Chủ sĩ xuống đến ga luôn. Gà đi bộ đấy nữa, ngon lắm này. Mềm thịt. Ngoài kia là máy tàu đang hút cát biển, cửa biển đang cạn hút để tàu lại thông thương. Buổi chiều ngồi đây mặc thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.